Thưa quý vị, liên tiếp những ca tử vong hay phải nhập viện cấp cứu vì hút mỡ bụng làm đẹp thời gian qua khiến cho chúng ta không khỏi hoang mang. Và trước đó thì cũng có không ít trường hợp tử vong sau khi hút mỡ giảm béo. Vâng, câu chuyện có thể nói rằng chết vì làm đẹp được chúng tôi nói rất nhiều, nhưng có lẽ nó chưa bao giờ hết tính thời sự và hết nóng. Vì sao phương pháp làm đẹp lại có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vậy? Và quan trọng hơn là làm đẹp thế nào cho an toàn? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập tới trong chuyện tối nay ngày hôm nay cùng với vị khách mời là tiến sĩ, bác sĩ Uông Thanh Tùng, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, xin được trao đổi với quý vị. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Tôi cũng rất là hân hạnh được tham gia để trả lời những câu hỏi. Thì trước hết, vì cái ca tử vong thường hút mỡ này thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất thì là do những cái ngộ độc thuốc tê. Và thứ hai là những nguyên nhân thứ hai là bệnh nhân có thể là do những cái kỹ thuật của các bạn thực hiện, những cái thô bạo nó gây ra những sang chấn kèm theo như chấn thương về đường hô hấp, về phổi, về đường bụng. Và thứ ba nữa là nguyên nhân nữa là có thể nhiễm trùng. Và thường những cái kỹ thuật này các bạn thường thực hiện ở những cái cơ sở nó không được đảm bảo. Một là về đảm bảo về vô khuẩn, hai về đảm bảo về giảm đau. Và thường là những khách hàng thường chọn những cái vì ham rẻ nên chúng ta chọn những cái cơ sở nó không uy tín, không có đảm bảo an toàn. Nên là do vậy dẫn đến những ca tử vong rất là đáng tiếc. Và làm ảnh hưởng đến cái uy tín của ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Và thực ra thì trên thế giới toàn bộ tất cả những cái đấy đều thực hiện ở những cái bệnh viện có uy tín, cơ sở bảo đảm an toàn. Đã. Có thể nói rằng với ba nguyên nhân mà bác sĩ vừa chia sẻ thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là đây cũng là một cái câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên mà tôi định hỏi. Đó là nguyên nhân vì sao và có phải là do là ở những cái cơ sở mất uy tín hay không? Thì đúng thật rất nhiều những người dân họ cũng phản ánh rằng là do là họ làm ở những cái cơ sở không chuẩn, do vậy dẫn tới những cái điều mà rất là đáng tiếc vừa xảy ra. Thì ở đây là thường là do là sốc phản vệ hay còn những cái bệnh lý gì trong cái quá trình phẫu thuật cái, thưa bác sĩ? Cái này thường thì là sốc phản vệ thì không ấy, chủ yếu là nó do động ngộ độc thuốc tê. Ngộ độc thuốc tê. Thuốc tê và khi các bạn dùng cái liều thuốc tê nó vào nó gây ngộ độc. Và cái xử trí của cái ngộ độc thuốc tê này khác hoàn toàn so với xử trí sốc phản vệ. Khi các bạn không biết quy trình xử trí ngộ độc thuốc tê thì cố gắng bạn xử trí theo sốc phản vệ là càng dẫn đến cái nguy cơ tử vong cao hơn. À, tức là chúng ta có cái sự nhầm lẫn ở đây. Có sự nhầm lẫn ở đây. Chúng ta vẫn thường nghĩ là do là sốc phản vệ có thể là không phù hợp với cái thuốc đó, nhưng hóa ra là do cái thuốc gây tê. Có ngộ độc thuốc tê, nó là trong cái nó quá liều hay là do nó quá liều, quá liều của cái thuốc tê bạn đưa vào quá nhiều. Và cái khi mà các bạn hút mỡ thì nó làm cho tổn thương mạch máu. Cái lượng thuốc tê nó ngấm vào máu bạn không kiểm soát được. Và nó gây đến cái tình trạng ngộ độc thuốc tê. Và cái xử trí ngộ độc thuốc tê lại hoàn toàn khác với xử trí sốc phản vệ. Do vậy khi mà các cơ sở mà không có uy tín và không có kinh nghiệm, các bạn thường làm ở đấy thì các bạn, khi có sự việc xảy ra các bạn không xử trí được. Là rất là đáng tiếc. Thông thường thì các spa bây giờ họ mở rất là tràn lan và mọi người thì cứ nghĩ rằng là cứ những người làm spa là làm được, mà trong khi đấy thì đây là được gọi là đại phẫu rồi phải không ạ? Tức là phải là cái bàn tay của bác sĩ và những người gọi là thực sự là bác sĩ chuyên môn ấy mới có thể làm được phải không ạ? Với cái kỹ thuật về hút mỡ thì cần phải những phẫu thuật viên họ có kinh nghiệm, họ nắm về giải phẫu, họ nắm quy trình và họ nắm về cái lượng dịch đưa vào cần đưa vào bao nhiêu và cần hút ra bao nhiêu và làm sao để đảm bảo an toàn. Khi sau phẫu thuật xong là phải an toàn và khi thực hiện đấy thì phải thực hiện trong cơ sở bệnh viện có đầy đủ các hồi sức rồi cấp cứu, khi bệnh nhân có vấn đề người ta có thể hồi sức cấp cứu ngay. Vậy thì rất là nhiều bệnh nhân người ta cũng hỏi rằng là họ lo về béo và ai cũng nghĩ là muốn mình đẹp. Có những người thì béo khoảng 3-40 cân nhưng có những người thì béo có vài cân thôi. Vậy thì có cái tiêu chuẩn nào để mà chúng ta biết được là ở cái tầm mức cân nào thì chúng ta nên hút hoặc là có thể có điều đủ điều kiện để hút mà? Với cái chỉ định và liều lượng cân thì nó cũng chỉ là một cái tương đối. Ví dụ như là một số người chỉ béo vào chân, không béo vào người thì lại không liên quan đến cân nhiều. Đó là liên quan đến cái chỉ số của cơ thể. Giải phẫu từng vùng. Ví dụ như có một số người thì lại chỉ béo tập trung vào tay thì ta chỉ hút tay thôi. Nhưng tất cả cái hút đấy chúng ta phải hút trong cơ sở những uy tín, an toàn và được thực hiện bởi các phẫu thuật viên mà có kinh nghiệm. Ở đây thì chúng tôi cũng được biết rằng tại các bệnh viện thì chúng ta cũng phải nói chung là phải tiếp nhận khá là nhiều những cái ca như vậy. Thì có cái ca nào bác ấn tượng nhất bác có thể chia sẻ? Với chúng tôi thì hiện tại thì với khoa chúng tôi thì cấp cứu về bệnh nhân hút mỡ thì chúng tôi chưa có nhiều. Nhưng mà những ca hút mà chúng tôi phải tiếp nhận là những cái ca mà biến chứng. Khi mà các bạn hút mỡ mà hút không có kinh nghiệm thì nó gây cho cái sự da nó bị lồi lõm. Cái bề mặt da nó không phẳng như bình thường và các bạn hút do cái độ sâu, độ đông khác nhau.
gây bề mặt da nó bị lồi lõm với nhau. Cái tình trạng chung của họ lúc đó là gì ạ? Tình trạng chung của nó là một cái tình trạng mà cái da, bề mặt da nó bị sơ cứng, và thứ hai là nó không được phẳng bình thường. Cá nhân bác sĩ thì bác sĩ đánh giá về phương pháp hút mỡ thì nó có phải là một cái phương pháp mà gọi là an toàn và nó tốt? Phương pháp hút mỡ thì an toàn đối với những phẫu thuật viên có kinh nghiệm, và thứ hai là thực hiện ở những bệnh viện có uy tín, có đội ngũ hồi sức tốt, và thứ ba nó là rất là hiệu quả đối với một số những người mà như tôi trình bày từ lúc đầu đấy, mà khi mà mỡ nó tập trung chủ yếu ở tay hoặc ở bắp chân hoặc đùi hoặc đôi khi chỉ là bụng, vì khi nó hút thì sẽ hiệu quả rất là đẹp. Dạ. Thông thường thì hút mỡ ở vùng nào thì sẽ khó nhất? Thông thường thì hút mỡ ở vùng ở bắp tay. À, bắp tay. Vì bắp sao tay khó thì vì vùng đấy nó mạch máu và thần kinh nó nhiều hơn. Thế thì những cái ca mà bác sĩ quan sát cũng như là ở các cái trung tâm thẩm mỹ, khi mà họ không thành công họ chuyển đến thì thông thường nó rơi vào những cái biến chứng như thế nào ạ? Thường các bạn hút ở vùng bụng, cái hút độ sâu độ đông không đều nhau. Tức là lồi lõm. Lồi lõm với nhau sẽ... và nó làm cái bụng nó bị sơ cứng lại. Thế thì những cái ca như thế kêu gọi là mình sửa chữa đi, sửa lỗi đi, đó tỷ lệ thành công có cao không ạ? Cái tỷ lệ thành công thì nó phải đợi thời gian. Khi thời gian mà cái mỡ nó hồi phục lại thì lúc đấy chúng ta phải, một là chúng ta phải phẫu thuật, hoặc là chúng ta phải lúc đó phải hút một cách kiểu khác. Vâng, dạ. Hút ở độ sâu mà đúng theo đúng cái giải phẫu của họ, của lớp hút mỡ. Dạ. Nói chung là tôi thấy khá là sợ, tại vì cá nhân mình thì mình cũng không với dám hút mỡ, với hút mỡ thì không có gì phải sợ. Dạ. Khi mà bạn đến những phẫu thuật viên có kinh nghiệm, dạ, và thứ hai là đến những cơ sở bệnh viện có uy tín, nơi mà người ta có cả hệ thống hồi sức cấp cứu sau mổ, thì không có gì phải sợ cả. Vì chúng tôi vẫn thực hiện nó là một cái thường quy. Dạ. Nhưng mà về cơ bản nó vẫn là đại phẫu phải không ạ? Nó vẫn phải đại phẫu. Chúng ta không thể thực hiện trong tiểu phẫu được, bởi vì là nó cần một sự giảm đau. Dạ. Hút mỡ cần sự giảm đau, và để bệnh nhân nằm ngủ một cách nhẹ nhàng được làm, và bệnh nhân không bị cái ác cảm đau đớn. Dạ. Bây giờ thì cũng cận Tết rồi, và rất nhiều chị em phụ nữ thì cũng muốn làm đẹp, quan tâm việc làm đẹp. Khi mà thấy có những cái hiện tượng tử vong hay là những cái sự việc đáng tiếc về cái việc hút mỡ hay là thẩm mỹ, thì cái làn sóng hoang mang nó lại bắt đầu nổi lên. Thế sau đó là chìm đi thì chị em cứ lại quên đi. Mà trên thực tế thì những cái lời quảng cáo trên mạng là những lời quảng cáo có cánh. Thấy những cái người phụ nữ đẹp, body rất là chuẩn, và ngay lập tức là tất cả chúng tôi cũng đều gọi là hấp háy, bị cuốn theo. Thì cái điều đó là cái yếu tố tâm lý. Vậy thì lời khuyên của bác sĩ dành cho chị em phụ nữ là gì? Thì cũng như chúng ta là người tiêu dùng thông thái, chúng ta là người thông thái, chúng ta hãy chọn những phẫu thuật viên có kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản, và trong những nơi thực hiện cơ sở y tế có uy tín, đảm bảo, có kinh nghiệm. Và chúng ta phải nghe theo lời phẫu thuật viên tư vấn làm sao mà đẹp và an toàn, chứ không phải chúng ta làm theo ý của chúng ta. Dạ, đấy. Tôi cũng đồng cảm với điều đó, và tôi rất là ủng hộ cái quan điểm này. Vì chúng tôi nghĩ rằng là trước tiên là chúng ta để đẹp thì chúng ta phải khỏe đã, đúng không ạ? Và đầu tư cho sức khỏe thì phải an toàn. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta đều tâm huyết. Và tôi cũng mong rằng là sau chương trình ngày hôm nay, với sự chia sẻ của bác sĩ Uông Thanh Tùng, là một người có uy tín lâu năm trong lĩnh vực này, thì chúng ta hoàn toàn có được một cái lời khuyên đích xác để làm sao đấy trong việc làm đẹp của chúng ta an toàn, hiệu quả, và ai cũng đảm bảo được sức khỏe cho mình ạ. Và xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe và sẽ còn đồng hành tiếp tục với chúng tôi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn. Dạ. Và chúc anh chị em là chọn cái phẫu thuật thẩm mỹ làm sao an toàn và mình cảm thấy hài hòa nhất. Dạ, dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Dạ. À, thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.